Xin chào mọi người và các bạn nha. Hôm nay Đại Lâm về quê ăn Tết đấy. Và thôn quê, làng quê của Đại Lâm là ấp Long Thành 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới nha các bạn. Đây là chùa Tây An cổ tự, có tự đó tới giờ nha các bạn. Rất lâu rồi. Đây là cây bồ đề cực kỳ lớn mà mát nha các bạn. Các bạn nhìn cái bồ đề. Đây là trước cổng chùa Tây An cổ tự nha các bạn. Đấy, cái bồ đề. Nơi chùa này cách nhà Đại Lâm khoảng 500-600 mét thôi các bạn. Đấy. Đây là bên trong của sân chùa bạn, Tây An cổ tự các bạn. Ý. Đây. Đặc biệt là cây bồ đề này cực kỳ lớn và to các bạn, cây bồ đề này các bạn. Đây là khung cảnh bên trong chùa các bạn. Chùa Tây An cổ tự các bạn. Ấp Long Thành 2, xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang các bạn. Cách nhà Đại Lâm khoảng 500-600 mét thôi các bạn. Đây. Và trước mặt chùa là một cái dòng sông Ông Trưởng các bạn. Dòng sông Ông Trưởng có cái cầu bắc ngang qua sông bên kia nối liền Long Giang và xã Long Điền B các bạn. Đây là dòng sông Ông Trưởng và cầu dây bắc ngang sông giáp với Long Điền B các bạn. Đây là cái cầu này bắc ngang sông giữa Long Giang và Long Đường B giáp nhau nha các bạn. Đây. Và đây là chùa Tây An cổ tự và từ từ Đại Lâm. Đây là những ngày Tết của quê hương của Đại Lâm nha. Chợ bôn ba như thế này các bạn. Đây là những hàng quán trái cây của quê mình nha các bạn. Đủ thứ các loại trưng Tết. Đây. Đây mới lên. Đồ chi tiết cái gì cũng đẹp các bạn, cực kỳ nha. Đủ các thứ các bạn. Còn đây là chợ ấp Long Thành 2, xã Long Giang của nhà, cách nhà Đại Lâm khoảng 500-600 mét các bạn. Và đây vô ăn chợ các bạn, đồ ăn cực kỳ rẻ các bạn. Tết đến mọi người về sum họp rồi các bạn. Đây, quần áo các kiểu. Mẹ quay tủ bánh xèo đó lên tôi quấn rồi. Đây, chợ ấp Long Thành 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang của quê Đại Lâm các bạn. Và đây là tiệm cơm của vợ thằng bạn của Đại Lâm. Cơm, hủ tiếu, bún cá gì đủ thứ, thịt bún thịt nướng các bạn. Rất ngon và rẻ, 10.000 một tô thôi. Chị ơi, đưa hai món quà lên
Đây. Dưới quê 10 ngàn đó các bạn, có Sài Gòn thì 25-30 nha các bạn. Nước mía ở đây có 3 ngàn, Sài Gòn tới 10 các bạn ơi. Nói chung là dưới quê đồ ăn đồ uống thì nó cực kỳ rẻ các bạn ơi, ở Sài Gòn thì nó quá mắc các bạn ơi. Bên đây là bánh xèo, bánh cống gì đó ở dưới quê rồi. Bánh xèo, bánh cống là đủ thứ các bạn. Còn đây là những ông bạn của Đại Lâm ngày xưa cổ vũ, thật sự là ông bạn này của mình đã cầm bao nhiêu năm rồi nhưng mà cực kỳ thích Đại Lâm. Ok man. Trà đá đường Sài Gòn 25 nha các bạn. Trà đá đường Sài Gòn 25 ở đây có 3 ngàn nữa các bạn, cà phê đá 4 ngàn nha. Quê Đại Lâm có thế thôi. Đây, còn tô bún này của Đại Lâm, bún thịt nướng nha, 10 ngàn. 10 ngàn là có ăn rồi các bạn ơi. Làng quê nói chung là sau gần Tết mọi người mới tụ tập về đây đông đủ như thế này các bạn. Còn bình thường thì ở nơi này hầu như là đánh đề, đá gà, cho nên bỏ nhà đi Bình Dương, Sài Gòn nhiều các bạn ơi. Trong đó không có Đại Lâm nha. Ở đây là những bà chị của Đại Lâm ngày xưa yêu bóng đá cực kỳ nè. Đây các bạn nhìn thấy không, cái tô bún thịt nướng đơn giản là 10 ngàn các bạn ơi. Đại Lâm thích nhất là cái món khoai lang này các bạn. Khoai lang, khoai tây là Đại Lâm thích nhất các bạn ơi. Hàng ngày trên Sài Gòn này, Sài Gòn 40.000, 35, 40.000 một ký. Trời ơi, chết tôi. Sài Gòn 35, 40.000 một ký các bạn. Ở đây có 20 à. Đây là chợ ấp Long Thanh Hai, xã Long Giang, chợ mới các bạn. Kế chùa Tây An Cổ Tự các bạn. Quay đủ mẹ cái xe khoai lang đó kìa. Rồi. Còn mình là các bạn chắc biết nhiều rồi, Đại Lâm Trần Hoàng Ba Lô Tây chiên tào lao chà bí đao VTV6 các bạn. Chúc các bạn năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng nha. Đón một mùa xuân vui vẻ nha. Chợ làng quê thế này bình thường thì vắng tanh vắng teo các bạn à. Hôm nay là gần Tết rồi cho nên mọi người đông đúc và đang ăn Tết rồi. Đây. Ông cụ mua khoai lang 3-4 ngàn này, ăn Tết chiều luôn. 3 ngàn đây ông cụ. Ông cụ ăn Tết chiều luôn 30 ngàn. Nói chung là chợ quê như thế này là quá đặc biệt và hấp dẫn nha các bạn ơi. Ăn uống có 10 ngàn, trà đường 3 ngàn, cà phê đá 4 ngàn, cà phê sữa 6 ngàn. Chơi ly trà đường đi. Mời các bạn ăn miếng bún với chung Đại Lâm cho vui nha. Năm mới chúc mọi người sức khỏe, may mắn, an khang thịnh vượng nha.
mọi điều tốt đẹp nha. Đấy, quê hương của Đại Lâm chỉ có thế thôi. Bà con Tết thì về đông đủ như thế này, chứ còn bình thường thì trốn đi Bình Dương, Sài Gòn hết rồi. Và Đại Lâm chỉ duy nhất là còn con ẹt này các bạn ơi. Con ẹt này là con ngựa sắt để làm lộ phí cho Đại Lâm hàng ngày các bạn. Đây, trà đường 3.000 một ly nha các bạn. Đây, trà đường 3.000 một ly thôi nha. Ok mẹ. Chào các bạn nha. Ba hẹn gặp lại những clip sau các bạn. Chợ làng quê mà nhộn nhịp như thế đó các bạn. Đây là bạn của Đại Lâm các bạn. Đây này bị cầm nha. Vô. Năm mới chúc sức khỏe. Anh ấy bị cầm mấy chục năm từ nhỏ tới lớn các bạn, nhưng mà lúc nào Đại Lâm đá bóng chơi gì là anh ấy rất thích Đại Lâm các bạn. Phân ruột của Đại Lâm là mỗi lần về quê là gặp nhau là vui vẻ chào hỏi các bạn ơi. Mặc dù anh ấy không có nói chuyện được nhưng mà anh ấy ra dấu Đại Lâm hiểu các bạn. Năm mới chúc sức khỏe nha. Chừng nào Đại Lâm cưới vợ theo đi nha. Đại Lâm chưa vợ, chừng nào cưới vợ theo nha. Anh ấy cũng chưa vợ các bạn, anh ấy cũng tầm tuổi Đại Lâm nha các bạn. Ba. Chúc các bạn năm mới sức khỏe vui vẻ nha. Đó mùa xuân ấm áp an khang thịnh vượng nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Chợ này là ấp Long Thành 2, xã Long Giang, chợ mới An Giang các bạn. Kế chùa Tây An nha các bạn.